Trong này có cái ổ to thế. Một quần nát ở trong cái búi trong đằng kia rồi. Cái gì đấy? Làm sao? Thế nào? Thế nào? Đâu? Anh ngon thế. Mấy đứa cũng ngon thế. Ờ. Ôi trời ơi. Cái gì đấy? Ông à. Ôi. Ôi trời ơi. Tôi biết trước. Ông gì đấy? Anh Huy bị đốt không? Bị đốt không? Đốt nào rồi anh? Đâu? Đâu? Thế nên phủ to không? Không phải không? Đâu? Đi đi. Không phải đi đi. Kêu. Không có đâu. Đâu? Không có đâu. Đi đi. Ê ê ê ê. Ai có đuổi đúng rồi. Đâu? Nghe trên đầu rồi. Thôi Hồng ơi, Hồng ơi. Hồng rồi, thế này thì giá nào được? Anh cảnh xem có đường vòng nào đi không anh? Còn chưa kịp nói luôn nhá. Anh xem có đường vòng đi không? Đi ông ơi, cầm cái xẻng ông lại quệt. Ông đập vào. Đi đi anh Huy, đi đi. Ơ, ơ, cái này. Ở trong đấy luôn nhá. Ở đấy nhá. Anh làm trò gì đấy? Đồ đốt nó đau lắm đấy, đùa. Bắt bỏ đi ra. Không để tao ra hả luôn ơi. Thế đi đi anh. Đi đâu kìa? Hả? Đi ra là nó đuổi đấy. Đứng im, đứng im. Đây anh bộng rồi. Ê, ê. Rào đấy, nó rào đấy. Cẩn thận. Em ơi, đi đây. Tụi ông bé tí mà làm mẹ thế mọi người ạ. Đừng đốt tao nha. Tao không làm gì mày đâu. Đừng có đốt tao. Cái gì? Cái này như kiểu vết lợn ấy. Như lợn rừng thì sao? Đây đây, nó đi vào trong này này. Đây đây đây, đường này. Nhưng không phải, cũng không phải nếu bắt lợn rừng không như này đâu. Bọn anh đi quay đấy nhá. Bây giờ nhá, lợn sẽ đi vào cái chỗ kia đi. Rồi rồi rồi. Ui, nó ăn lên dưới này, trên đây rồi. Đây đây, đây đây, đây. Ôi, thế đi, thì phải chia nhau ra mà đi quay đi chứ. Anh Huy đi vòng ngang này đi. Đúng rồi. Anh Huy đi vòng trong bên trái đi, luận đi bên phải rồi anh đi bên trái đi. Đây 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 đây. Huy đi 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 gì cơ. Đấy đi em đi bên này. Tổ ông à. Anh cứ trêu anh ấy để đốt bên đó. Đây, bên đây cũng có. Hả? Nhiều ông lắm cẩn thận. Ủa? Thằng đàn nó, thằng con này khả năng nó. Ôi nhờ. Ở trong này có cái ổ to thế. Một quần nát ở trong cái búi trong đằng kia rồi. Cái gì đấy? Làm sao? Thế nào? Thế nào? Đâu? À, cái gì nhỉ?
Hả? Từ 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 từ. Từ từ. Mắc mắc mắc. Nhảy quá. Anh cứ vòng vòng ra bên kia đi. Làm sao đấy? Hình như có rắn hay sao ấy. Rắn á? Ừ. To lắm. Anh Huy đứng được kìa. Ừ, tao chạy sang đây nè. Rồi rồi. Con rắn này tao to lắm. Nó trong đây đúng không? Ừ. Thôi nhá, bình tĩnh thôi nhá. Đâu đâu? Thử xem. Bình tĩnh. Anh em quay lại xem nào. Có khe rồi, có khe rồi. Hả? Có khe rồi. Khe ở đâu? Góc nào chứ? Từ từ từ. Bình tĩnh nhá. Đang bị. Nó khe góc nào? Sang bên chỗ phương thôi. Bên phương ơi. Bên này á? Ừ. Ở đây kia vào đâu? Chân mày ý. Đâu? Chân mày đấy. Đâu? Đây rồi. Đâu? Đây đâu? Thế nào đây? Nó tụ ông. Thấy cái anh? Hả? Thế nào? Từ từ đã xem nó đâu? Nó đâu rồi? Thấy nó đâu chưa? Đấy, giờ ở đây nhìn thấy mà. Nhưng mà bên chỗ mày ấy. Bên này có thấy đâu? Không thấy mà. Cẩn thận nhé, để ý nhé, cũng có ong đấy nhá. Úi dồi ôi. Sao đây? Đấy rồi đây. Còn gì nhỉ? Ui, con chân. Chân anh. Đấy nhìn thấy rồi. Nhưng mà đâu chứ, em chưa nhìn thấy này. Đây. Cẩn thận nhá, Phương nhá. À, ôi, đấy rồi. Ôi, ai ôi. Đấy, đẩy ngay tay mình. Ôi, nó núp dưới cỏ này. Nó về ngay rồi. Đây. Đâu. Đây rồi. Hình như thấy. Đây. Đâu? Thấy anh chuẩn đúng không? Cái đầu đây. Đầu đây rồi. Đây, trên đuôi về đây. Rồi. Nhưng mà con này bé mà. Con này bé cũng không to đâu. Thì nhìn tưởng là con rắn. Con này bé không to đâu. Này đâu bé lắm. Đây. Đâu nằm đây, sang đây bắt đi. Ra đây. Ui, trong đây vỏ ốc, vỏ ít nhiều lắm này. Đây. Phát bỏ quang đi á. Đây, sang đây bắt đi. Tư như phát về nhìn, từ. Phát đầu anh đấy. Hả? Phát về nhìn. Đừng, không, đến anh đâu, anh ở giữa bụi không? Ừ. Anh ngồi yên giữa bụi nhá. Đây rồi, nó nằm im đây. Nằm im đây. Ê ơi. Thế rồi bị dị ứng cây gì rồi? Khéo đầu nó đấy, cẩn thận. À đây rồi. Thấy chưa? Đây rồi. Con này chân đất à? Đúng không? Con này chân đất, nhưng mà bé chân con. Chân con. Nhìn. Ê, anh ơi! Anh Cảnh ơi! Ở đây có chăn con thì anh phải cẩn thận ở trong búi ấy nhá. Đây, nó có lối đi này. Ui, trời ơi, lối bò con này. Hay là con này con chăn con đấy. Đi. Con này chăn con. Con này chăn con anh ạ. Con hả? Cẩn thận nhá. Có mẹ nó chỉ quanh ở khu vực đây thôi. Anh em phải cẩn thận mà không mẹ nó quấn đấy. Mang cái móc đi. Đấy kệ nó bò về lại được. Ơ, kệ nó chạy rồi. Ui, nó chạy nhanh thế. Cái Cảnh đâu? Đây. Đi ra đi. Trong đấy làm gì nữa? Đúng như đâu nó tụt tay cái. Không cầm rồi, tóm được rồi. Anh Huy. Ấy, lấy luôn luôn. Dao phát đi, nó đang tì người. Cái đầu đây rồi này. Hả? Đầu đây rồi. Đâu? Tóm luôn được không? Trúng được không? Từ từ, bình tĩnh. Để xem đã. Đấy, nó. Luôn. Em sợ tóm được nhưng tay đến lúc ra không ra được tay thôi. Nó đang mắc cây. Mắc cái gì ạ? Mắc gốc cây. Nó câu cây nhiều lắm. Nhiều gốc cây lắm. Tòng bong nhiều lắm. Ừ, mắc tòng bong. À, đi xong được. Ủa, bây giờ móc cái chỗ này ra. Móc cái người nó từ chỗ này lôi ra. Móc cái người. Đừng túm cái đầu mà móc cái người. Móc. Đấy, lôi. Ê, ê. Ghê quá. Thân, nó đớp. Nó hăng lắm đấy. Chân to nó chỉ tiết thôi hả? Trong này nhiều vết, nó đi thật đấy. Nó đang mắc nhanh nhịt như này. Cái cây tòng bong này, gốc tòng bong này nó dài lắm. Đấy đi. Đâu? Nó đã treo lên bụi. Không được rồi, khó rồi. Phát khoang hẳn chỗ đấy ra. Chuyên tay đi. Thôi phát đi. Phát ra đi. Phát bỏ hết trên mặt đi.
Tôi đưa được cái móc cho anh rồi. Đấy rồi, kệ, cho nó Huy cứ giữ ở đấy thôi. Đâu rồi, tôi nhìn thấy đâu nữa. Huy cứ giữ ở đấy thôi. Đấy rồi. Anh vào đến anh chạy nhau đầu bên đấy bắt được không? Huy phải cân đuôi chắc không, nó phi thẳng vào anh đấy. Đây, chắc rồi, cân chắc rồi, anh cứ đây thôi. Bắt được thì là cứ tóm thôi. Anh đưa cho em cái đấy, lôi ra, để em lôi ra đây rồi. Đấy, lôi ra đi. Rồi, được rồi, ra rồi. Vẫn mắc. Đây. Cho luôn đây, xẻng đây. Xẻng đây. Đấy rồi. Đấy rồi. Làm nào, luận vô đi. Con này cũng chắc cũng phải tầm cỡ nửa năm tuổi rồi. Con này không bé nữa đâu. Tóm luôn. Ôi trời. Gì đấy? Ôi có tổ ong vàng kìa. Ôi trên đầu kìa. Trên đầu đứng im. Đứng im. Đang bay đấy. Đứng im. Đứng im vào. Có tổ ong trên đầu được nào. Đứng im mày. Đang bay. Đứng im. Im để ra thủ số, tao nhìn thấy rồi. Điểm đập cho nhá. Điểm đập. Đây tao nhìn thấy rồi. Đấy. Đây tao nhìn thấy rồi. Nhìn thấy rồi. Nó đứng tổ ong vàng nhưng nó thật là đốt tím mắt. Đấy nhìn thấy rồi. Xây ra một kiếm gì luôn. Như giờ những cái đá chơi gì ứng mũi ở ngoài đâu, cái bụi ứng mũi này. Cái dây tầm mũi cái trong bông ấy. Đó, đấy. Với tầm mũi. À, con chào mọi người ạ. Đấy, thì anh em còn đang đi đấy, thì mọi người cũng biết rồi. Như là hôm nay anh em có một số anh em hơi vui tính đi trêu tổ ong rồi mọi người ạ. Thì nói chung còn chạy ra trước được thì phát hiện ra cái dấu vết của không biết mấy đâu thì cũng không biết là con gì. Thế thì bảo anh em là đi tìm quanh đây thì đấy thì ra đây thì phát hiện là con chăn con này. Nhưng mà con nghĩ không phải là con chăn con đâu mà sẽ là con chăn to, bởi vì cái dấu vết đấy là không phải vết của dấu vết của chăn con. Thì thôi có khi là con dừng video thôi. Thì anh em con ra nghỉ tí rồi có thể là anh em con sẽ tiếp tục tìm lại cái khu vực này xem là có phát hiện được thêm con gì hay không ấy. Người thì mọi người xem được video thì mọi người cho anh em con một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để ủng hộ anh em chúng con mọi người nhé. Con chào mọi người ạ.